Các bạn ơi, mình đã biết được nơi ở của ông John Bob, người đầu heo ở đâu rồi các bạn. Ngày hôm nay mình quyết tâm sẽ tới nhà của ông ta để tìm hiểu sự thật ông ta còn sống hay là đã ngõm. Thì lần trước như các bạn cũng đã biết, mình đã thấy được chính ngôi mộ của ông ta luôn. Thì mình biết thông tin là ông ta đã ngõm rồi, nhưng lại một điều á là ông ta đã gọi điện cho mình khi mà ông ta đã ngõm. Có tin được không các bạn? Cho nên là ngày hôm nay phải tới nhà của ông ta điều tra sự thật như thế nào các bạn ơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở cánh cổng dịch chuyển tức thời nha. À, rồi bây giờ mình đi thôi các bạn ơi. Let's go. Cái gì vậy? Mình đang ngủ mà. Ủa, ai gọi điện? Hả? Mình có nhìn lầm không vậy? John Bob gọi điện cho mình. Không nghe. Tôi không nghe đâu. Tôi không nghe đâu, chắc chắn là không nghe rồi các bạn ơi. Ủa, mình đang ngủ mà. Hình như là John Bob. Ta biết ngươi đang thức và ngươi đừng có làm phiền. À, rồi ông ta biết mình đang tìm tới nhà của ông ta và ông ta kêu mình đừng làm phiền ông ấy. Được. Nhưng mà lần này mình quyết tâm rồi các bạn, mình bắt buộc phải làm phiền ông ta thôi. Tại vì mình biết... Ê! Mà ông ngỡm này mà sao ông nhắn tin gọi điện cho mình được? Bây giờ đang là 10 giờ tối. Bấm nút F để mở đèn flash. Ui. Oh my god. Cái này đâu phải nhà của mình đâu. Ai chà. Ừ. Mình đi vô nhà của ông ta rồi. Rồi sau đó mình vô đây mình thấy cái giường êm quá. Mình leo lên mình nằm tí cho đỡ mệt. Ai về mình ngủ quên. Không được rồi các bạn ơi. Mở cửa ra xem coi. Ôi sao nhà ông này tối thui vậy? Ui, các bạn nhìn nè, nhà của ông toàn là hình của ông không các bạn? What? Thôi, hình ông nè, chắc chắn đây là nhà của ông John Bob là 100% luôn các bạn. Mình được thông tin rồi, mình biết được thông tin mà. Cửa này mở không được à? Cửa này mở được không? Khóa rồi. Mở đèn pin lên coi. Ok, đèn pin này mở hơi lâu nha các bạn. Cửa này khóa luôn rồi. Ok, không khóa mở. Ôi trời. Chắc chắn đây là phòng của ổng rồi. Ổng treo hình của ổng quá trời luôn các bạn ơi. Ổng còn treo tấm hình ổng gọi điện cho người khác nữa nè. What? Trên bàn. Ê, chìa khóa đi này mọi người. Gì đây? Trốn mà. À, trốn vô tủ nếu như gặp ông ta. Nhưng mà mình có gặp được ông ta hay không nè, quan trọng là vấn đề nè. Cửa bị khóa rồi nhưng mà tôi có chìa khóa mà. Ok. Không sao. Đi tiếp. Cẩn thận nha mọi người. Sao mình thấy tối quá ta? Ước gì bây giờ mình có kiếm được cái công tắc điện ha. Cửa bị khóa luôn rồi. Thôi thôi. Tối lắm các bạn ơi, không thấy gì hết. Tắt đèn là coi như là mù luôn á. No. Chạy, không chạy lẹ được mới ghê chứ. Đây rồi, có cái tủ đâu rồi, có cái tủ đâu. Chung. Ui, ổng kia, chung. Cái gì vậy trời? Vậy là ông ta còn sống à? Mình tưởng ông ta ngõm rồi chứ. Chuyện gì vậy? Chắc chắn lần trước ngôi mộ đó là giả. Và cái binh đoàn heo mà ông ta cử ra để bắt mình á, vậy là ông ta còn sống nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ đi xuống cầu thang xem coi dưới đây có cửa hay không. Mọi thứ bây giờ mình chưa biết gì hết, tại vì đây là nhà của ông ta mà chứ phải nhà của mình đâu. Chìa khóa có mở được gì không? Ok, không mở được gì hết. Oh my god, sao ông phát hiện ra mình nữa? Chán vậy. Trốn vô tủ này đi. Trốn vô tủ đi. Ok. Ui, ông cứ phát hiện ra mình kiểu này là mình không thể nào mà đi được. Ok, ông vô cửa phòng rồi. Hết rồi. Hết âm thanh rồi. Ông đi rồi hay sao á? Mình nghe tiếng là đi rồi hay sao ấy. Ra ngoài nha. Ui, ông đứng đi. Ông bị kẹt rồi hay sao ấy. Yes, ông bị kẹt rồi. Bây giờ mình xem coi. Đây mình mở được một chìa khóa nè, còn một chìa khóa mà các bạn. Một ổ khóa màu xanh, mặt mã với lại cái này. Ồ, vậy là cách để ra khỏi nhà ông ta. Ông đứng ở trên kia rồi các bạn, để mình xem coi. Remember the one green book in the light book safe. Hình như là đằng sau cái tủ đúng không? Từ. Gợi ý là có một cái quyển sách màu xanh. Khi mà lấy quyển sách màu xanh nó ra thì nó sẽ gọi là cái tìm được cái căn phòng bí mật của đằng sau cái tủ á. Ok. Rồi mình mở cái này được không ta? Không được nha. Không được các bạn ơi, chìa khóa màu hồng là không được rồi đó. Bây giờ ông mất tiêu rồi. Đi, tiếp. Tình hình bây giờ chưa biết như thế nào. Ui, ở đây ông có mấy cái hình ở nhà ông nào chép tranh nhiều ta? Y cà chua nè. Để mình review nhà của ông xem như thế nào nha. Đây, chìa khóa màu xanh nè. Xanh lá luôn. À, trong phòng nhà ông ta thì có một cái gọi là sofa. Không có tivi à? Không có tivi.
một sáu là gì đây? À chắc là số đầu tiên là số 6. Ok. Gì phòng ăn nè các bạn ơi, ngã tùm lum hết. Trốn ở đây à? À không phải cái này không phải trốn tủ lạnh. Mình tưởng trốn tủ lạnh nhưng mà cái tủ kế bên. À, hiện tại là nhà ông ta không có đồ ăn. Hèn gì ông ta ông gọi là ông kiếm cách để ông bắt mình, ông ăn mình đấy các bạn. Ghê quá. Đi tiếp. Xem có còn gì nữa không? Nhà ông này tối quá mình không thấy rõ gì hết. Chắc có lẽ mình phải lên lầu rồi. Chắc có lẽ mình lên lầu rồi, nhưng mà cái này là chìa khóa màu xanh lá, xanh lá mới được đúng không? Xanh dương mới được nè. Xanh dương mới mở được cái này. Ok, đi lên. Ý, ông kia bạn ơi. Ok. Đóng cửa lại được không? What? Cay thiệt các bạn, mình định là đóng cửa nhốt ông luôn. Ơi, ông gọi điện cho mình kìa. Giờ sao đây? Ông gọi điện cho mình lần nữa. Nghe máy rồi. Quẩy. Cái gì đây? The best ending. Bạn đã chọn gọi là nghe điện thoại và John Bob đã gọi là làm gì đó các bạn. Ok, nói chung là mình đã... Oh what? Ủa xong rồi hả? Đây là mình đã mở được một cái ending rồi nha. Đó là best ending. Đó, đây là mình nghe điện thoại. Còn mình không nghe điện thoại sẽ là good ending các bạn. Chắc chắn mình sẽ có cách để tiêu diệt ông ta. Ông ta gửi tin nhắn cho mình nãy giờ. Ông ta biết là mình đang gọi lại ở trong nhà của ông ta. Và ông ta đang rất là tức giận và không muốn mình ở trong nhà ông ta một tí nào hết. Ok, chơi thôi. Lần này mình sẽ phải tỉnh táo nha các bạn. Ủa, hồi nãy ông bị kẹt vậy rồi thì mình cố gắng mình khám phá luôn cho rồi đi. Rồi. What? What is that? Mình mới nghe cái tiếng ầm gì đó đúng không? Ok. Mở lên. Đang ở dưới các bạn. Bây giờ mình sẽ qua đây để mình lấy chìa khóa cái đã. Vô. Nhanh. Mở cửa. Đây, có chìa khóa rồi. Cố gắng nha các bạn ơi. Cần tìm được giờ những nơi gọi là quan trọng để mở chìa khóa. Đừng để ông ta phát hiện ra mình là được. Ông đi rồi. Ok. Giờ mình sẽ mở cái chìa khóa màu vàng trước nha. Ông đi rồi các bạn. Ui, ông kìa. Ui, có chú. Ui, ông kìa. Ông sẽ đi ngang qua, mình sẽ cố gắng để cho ông lên cầu thang đi. Rồi mình sẽ đi tìm thêm mấy chìa khóa hồi nãy. Chìa khóa hồi nãy phòng nào ta? Đây, ông đi ngang qua kìa. Ông đi rất chậm các bạn à. Hình như là, không biết có phải là ông ta thì không. Lần trước mình gặp ông ta, là ông ta đi di chuyển khá là nhanh. Ông đuổi theo mình mà. Mà sao lần này, ông đi chậm như nhờ? Hay là, ông là giả mạo? Không phải, rõ ràng mình thấy mặt của ông ta mà. Ok, ra ngoài xem. Ông đi đâu mất tiêu rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi vô mấy căn phòng này. Sao tối vậy? Đây là nhà bếp hồi nãy. Thôi. Không biết ông ta đang ở đâu nữa. Tiếp nha. Mình phải lấy được chìa khóa các bạn. Lấy được chìa khóa cái đã. Đây, chìa khóa đây. Thì ông kìa. Mình ngồi xuống được không? Mình không ngồi xuống được. Ông kìa các bạn ơi. Tắt đèn đi. Rồi, ông đi à. Đây, bây giờ số đầu tiên là số 2. Hồi nãy là số 6 nhưng mà giờ đổi là số 2 rồi các bạn. Từ, ông đi lầu. Để mình lầu đi các bạn ơi. Mình sẽ đi bên kia để mình lấy chìa khóa tiếp. Chỗ nào ta? Hồi nãy lấy chìa khóa chỗ nào ta? Đây chìa khóa này nè. Ở dưới đây có một cái... Ui, có xương nè. Ghê vậy. Ôi what, ở dưới này có gì? Oh man, tắt đèn. Mình nghe tiếng rồi. Mình nghe tiếng lạch cạch. Và... Trời ơi, giờ tôi tìm đồ ở đâu trời. Đó, mình nghe tiếng mở cửa. Tắt đèn, từ từ. Chúng ta phải tập trung ngay đây nè các bạn. Nếu mà ổng xuống là mình sẽ biết mình chạy. Ok, chắc không sao đâu. Mở đèn lên nha. Đi lên nè. Mình nghe tiếng đang đi các bạn. Ok. Ổng dưới lầu kìa. Ổng dưới lầu kìa các bạn. Tắt đèn. Ông không phát hiện mình nha. Mình đang trốn. Trời
ở trong này sợ quá các bạn ơi, tắt đèn nghe sao thấy đường. Ok, mở lên. Giờ mình muốn lên lầu quá. Ok, để ông đi, để ông đi đi các bạn. Ui, tôi phải tìm được sự thật. Có thật sự ông đang sống hay là không? Hay đây chỉ là gọi là ảo ảnh? Hay là anh em sinh đôi? Hay là cái giống gì đó? Tôi không biết được sự thật về ông này. Người đầu heo. Kìa ông kìa. Ui. Come on. Đi đi, lẹ. Mở được không? Không mở được. Chìa khóa không mở được các bạn, chìa khóa này ảo thật. Ảo thật đấy. Đây, mở được rồi này. Ui, đóng cửa lại. Ê, đóng cửa lại mà. Nhắm rồi, đúng rồi. Ok. Hay quá, người ta kêu là trong cái kệ sách có một quyển sách màu xanh. Hay rồi. Sao thành đúng không? Chính xác là nó rồi. Yeah. Hay lắm. Một căn phòng bí mật. Rồi, à, số đầu tiên là số 2, số thứ 3 là số 4. Gọi là gì ta? 2x4x đó, nhớ đi 2x4x nha các bạn. Cái thằng này đi. 2x4x. Nhớ nha các bạn ơi, số đó là số đặc biệt á. Rồi sao đây? Ê, sao cứ trốn đây hoài vậy? Ra ngoài đi, ra ngoài đi. Bình tĩnh. Bây giờ mình còn một chìa khóa nữa. Mở đèn lên nha. Chắc là phòng bên này nè. Yes. Một cái robot. Robot làm gì? 28 gì trời? 284x. 284x đúng không? 284x đúng rồi. Mình nghe tiếng mở cửa. Không biết là mở cửa nào nữa, chắc mở cửa này nè. Chạy mở cửa đó. Ui, ông phát hiện mình rồi. Chạy đâu giờ, chạy đâu giờ. À, ông kia rồi, ui. Chạy nhanh lên mới được. Nhanh lên. Tìm chỗ. Ông này, ông gọi là ông là người đầu heo mà các bạn, ông hơi chậm tí nha. Ui. Xuống cầu thang rồi, xuống hàng chốt. Oh no, xuống đây là đường cùng rồi, quên. Oh man, xuống đây đường cùng rồi. Oh man, thôi. Ui, trời ơi.